Hến nấu canh hẹ là một món ăn rất là ngon, ngọt và hến có chứa nhiều canxi. Ở đây có chuẩn bị là 200 g hến nè, một lọn hẹ này là 10.000 và chỉ 200 g hẹ thôi. Hẹ hôm nay rất là tươi, tốt, rất là ngon luôn. Rồi hến mua về thì mình phải rửa qua muối, mình bóp vắt muối cho thật là sạch. Xả nước ra ha, và mình rửa lại qua nhiều lần nước nè. Sau đó mình vớt lên để qua gỗ và sau cùng á là mình sẽ rửa thêm vài nước nữa, sau đó mình vắt hến thật là khô nha. Rồi hẹ thì mình mua ở chợ về thì cũng phải ngâm qua muối. Chuẩn bị xong rồi thì cho hến vào trong cái tô nè, để vào một muỗng hạt nêm, một muỗng bột ngọt, rồi trộn đều lên để tầm khoảng 10 phút ta hãy đem đi nấu. Hẹ thì rửa xong thì cắt ra thành những cái khúc ngắn vừa ăn so với gia đình thôi. Bắt một cái chảo nước cho hến vào, khi nước sôi á, thì mình mới cho hến vào nha. Nếu mà ai mà sợ hơi mập á thì mình chỉ có bắt nước lên rồi mình nấu hến thôi, không có xào qua mỡ tỏi. Để cho hến sôi lên thì hớt tất cả cái bọt bỏ đi để cho được nước canh á nó ngọt hơn, nó thơm hơn á. Sau cùng á là sẽ cho hẹ vào rồi mình trộn đều lên, đặng cho hẹ này nó được chín đều á và nêm nếm gia vị lại vừa ăn so với gia đình của mình thôi, là được một nồi canh hến rất là ngon lành và mát cho gia đình luôn á. Thịt hến thì có là nhiều dinh dưỡng, vitamin và bổ sung canxi cho cơ thể à. Canh hến thì ăn rất là ngọt, ngọt nước lắm. Mình nêm là nêm gia vị sao cho vừa ăn với gia đình là được rồi. Mình nêm mình thấy lạc thì cho thêm một muỗng nước mắm nữa cho thằng canh nó sẽ đậm đà hơn, nó sẽ ngọt hơn á. Sau đó mình thử lại, còn nếu mà lạc nữa thì mình sẽ cho thêm một ít đường. Ở đây mình cho lên một xíu đường nha, đang cho nước á, nó sẽ đậm đà hơn nè. Sau đó trộn đều hẹ và hến hòa quyện lại với nhau cho nó đều hết. Như vậy á, thì mình thử lại thêm một lần nữa. Nếu đã vừa ăn rồi như vậy là đã được một nồi canh ngon lành rồi. Rồi tắt bếp và mình sẽ cho một ít tiêu vào trong canh hến để cho hến được thơm hơn, ngon hơn, khi ăn thì nó có vị cay cay nồng nồng rất là tuyệt vời ha.